AFC mới đây đã công bố tổ trọng tài sẽ điều khiển cuộc đối đầu giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại vòng chung kết U23 châu Á. Trọng tài chính trận đấu này là cái tên quen thuộc, ông Mohamed Taki. Vị vua áo đen người Singapore này đã từng làm việc trong trận đấu cách đây 2 năm của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Qatar ở trận bán kết. Trong khi đó, tổ trọng tài VAR sẽ là ông Fumin và Manin, hai trọng tài người Trung Quốc. Cái tên còn lại là Tojo Minoru người Nhật Bản. Trong trận đấu ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ mặc trang phục thi đấu màu đỏ. Trong khi đó, đối thủ của Quang Hải và đồng đội là U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ mặc trang phục thi đấu màu trắng. Trang phục màu đỏ được coi là may mắn với U23 Việt Nam tại vòng chung kết cách đây 2 năm. Chúng ta đã từng bất bại cho đến trận chung kết khi mặc màu áo này. Nếu nhìn vào thành tích đối đầu giữa bóng đá trẻ Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đối thủ đang có được những kết quả tốt hơn chúng ta. Theo đó, trong 3 lần chạm trán tại các giải đấu chính thức như ASEAN 2014, ASEAN 2018 hay U23 châu Á 2016, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều giành được chiến thắng. Ở lần gần nhất gặp nhau trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất, U22 Việt Nam và U22 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Tiền đạo Hà Đức Chinh là người mang về bàn thắng duy nhất cho U22 Việt Nam.